Tính đến ngày 11 tháng 9, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão Hải Cua liên tục trút xuống miền Nam Trung Quốc trong 7 ngày, gây ngập lụt tại Hồng Kông và một số khu vực khác. Theo truyền thông địa phương, lũ lụt tại thành phố Mậu Danh khiến nước trong hồ của một trại cá sấu thương mại tại đây dâng cao. Hậu quả là hơn 70 con cá sấu đã trốn thoát. Đài CNN ngày 12 tháng 9 dẫn nguồn tin từ Hai Bao News cho biết có ít nhất 69 con cá sấu trưởng thành và 6 con cá sấu con đang ở khu vực gần làng Bành Cung. Theo Bắc Kinh News, một lực lượng khẩn cấp đã được triển khai nhằm vây bắt cá sấu với thiết bị dò tìm sóng âm. Tuy nhiên, đội tìm kiếm đang gặp khó khăn do nước lũ dâng cao. Một thành viên của đội cho biết họ có thể sẽ phải tiêu hủy cá sấu chứ không bắt sống. Hãng thông tấn AFP ngày 12 tháng 9 đã liên hệ với văn phòng khẩn cấp địa phương. Người trả lời điện thoại của văn phòng cho biết chính quyền thành phố đang làm việc để xử lý sự việc cá sấu bỏ trốn. Tuy nhiên, người này không tiết lộ thông tin về số lượng cá sấu đã được tìm thấy hoặc còn bao nhiêu con chưa bắt được. Cá sấu được nuôi ở Trung Quốc để lấy da và thịt, đôi khi sử dụng trong y học cổ truyền. Tỉnh Quảng Đông là khu vực tập trung nhiều trại nuôi cá sấu của Trung Quốc do khí hậu ở đây tương đối ấm áp.